Hiện tại thì bốn người có vẻ ít hơn so với những cái show trước, nên là có một khách mời. À. Lại đặc biệt. Lại anh Nam hả? Lại là gì lắm? Lại là công Nam. Ui, công Nam không? Lại là công Nam. Đây là dấu ký nha. Hôm nay là có đúng 4 cái này. Tò mò quá. Nhìn là biết mà em. Anh chị không biết, chị không biết. Thì hôm nay em đến để dành tặng cho mọi người một bất ngờ. À, chứ không phải em tham gia hả? Không không. Là sao ta? To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Không biết. Vậy là vậy. Chương trình xin chào tất cả mọi người. Em nghe nói là số cuối rồi nên là em season 1 vậy. Đợi xíu nha. Đợi xíu nha. Thôi em không đợi được. Thôi mọi người tập tiếp đi nha. Chúc mừng cảm ơn sản phẩm mới nha. Khách mời này chỉ tới làm bất ngờ thôi. Dạ, okay. Chứ không có ngồi lại như Bùi Công Nam.